Các đại biểu đã quan tâm và rất chú ý tới cái bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ. Bây giờ thì đến chương trình là đặt câu hỏi để Thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Thì tôi thấy hiện nay trong danh sách thì có 20 đại biểu, mà chúng ta còn thời gian dành cho Thủ tướng tất cả là 45 phút thôi, vừa đặt câu hỏi vừa trả lời. Chắc là cũng khó mà hết được 20 đại biểu. Nên là sẽ còn những cái... Tất cả các câu hỏi này thì xin các vị đại biểu Quốc hội cứ gửi tới để Thủ tướng sẽ trả lời. Nhưng mà trả lời tại hội trường thì có thể không hết được. Thì tôi đề nghị là trong 20 này thì xin các vị là mỗi đồng chí, mỗi vị đại biểu là chọn lấy một câu thôi. Chất vấn một câu hỏi thôi để nhường cho người sau. Nhường cho người sau. Thì lần lượt như vậy xin mời đại biểu thứ nhất đặt câu hỏi, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đặt câu hỏi, đại biểu Danh Út chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, thưa Thủ tướng, tôi có hai câu nhưng mà với sự gợi ý của chủ tọa đoàn, tôi xin gửi Thủ tướng một câu. Thưa Thủ tướng Chính phủ đã có ban hành cái quyết định số 429 vào năm 2009 về phê duyệt đề án quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, hiện nay cái từng vùng phát triển theo cái hướng quy mô nội bộ, từ đó gây khó khăn cho cái kết nối sản xuất và tiêu thụ trong cái sản trong khu vực. Xin Thủ tướng cho biết giải pháp phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở liên kết vùng, đầu tư trọng điểm, tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn, phát huy đúng tiềm năng thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm này, góp phần đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế đất nước. Xin cảm ơn Thủ tướng. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Danh Út đặt câu hỏi. Đại biểu Đỗ Văn Đương chuẩn bị. Kính thưa Thủ tướng, đồng bào các dân tộc đánh giá cao và hoan nghênh Chính phủ đã tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc như hiến pháp đã quy định. Tuy nhiên, chính sách chưa được đồng bộ, còn nhiều khó khăn. Xin hỏi Thủ tướng một câu như sau. Hiện nay, trong đồng bào dân tộc thiểu số, có hơn 300.000 hộ không và thiếu đất sản xuất, đất ở. Nhưng đất đai của các nông lâm trường quản lý khá nhiều, có tình trạng sử dụng kém hiệu quả, lãng phí và chưa sử dụng. Xin đề nghị Chính phủ giảm bớt đất của các nông lâm trường để giao lại chính quyền địa phương cấp cho đồng bào cả giao khoáng bảo vệ rừng. Xin ý kiến Thủ tướng về chủ trương và giải pháp. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Đỗ Văn Đương đặt câu hỏi. Đại biểu Thân Đức Nam chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, tôi xin hỏi Thủ tướng một câu về kinh tế biển. Biển bạc, nước ta giàu tài nguyên, mênh mông hàng triệu km vuông, gấp 3 lần diện tích đất liền. 500 năm về trước, Trạng Trình đã căn dặn chúng ta biển đông ngàn dặm, giang tay giữ. Và nghị quyết Trung bốn khóa 10, Đảng ta cũng đã có cái nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam. Vậy xin được hỏi Thủ tướng là trong năm gần đây, chúng ta đã có những bước đầu tư đáng kể gì để phát triển kinh tế biển đảo? Hai, tôi cũng nhận thức cho rằng để giang tay giữ biển đông ngàn dặm thì thời gian tới cần bớt đầu tư công trong bờ, bớt đầu tư công trong bờ để dành nguồn lực tăng cường đầu tư cho phát triển kinh tế biển. Và theo đó thì cũng nên thành lập cái bộ kinh tế biển trên cơ sở tách một phần chức năng của cái bộ tài nguyên môi trường và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn để có một bộ chuyên tâm tham mưu cho chính phủ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế biển đảo. Xin hỏi ý kiến của Thủ tướng về vấn đề này thế nào? Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Thân Đức Nam đặt câu hỏi. Đại biểu Trịnh Ngọc Phương chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, thì tôi cũng vừa nghe báo cáo của Thủ tướng, trong phòng báo cáo có vấn đề xử lý nợ xấu, nhưng tôi cũng muốn đề nghị Thủ tướng cần phải làm rõ hơn vấn đề nợ xấu của ngân hàng. Thì ai cũng biết về nợ xấu ngân hàng thương mại là hiện tượng bình thường trong vấn đề tín dụng của ngân hàng. Chính vì vậy mà luật pháp đã quy định tổ chức tín dụng phải trích dự phòng rủi ro trước khi chia cổ tức. Tuy nhiên, nợ xấu đã vượt khả năng tự giải quyết của ngân hàng thương mại
đe dọa thanh khoản, dễ đổ vỡ hệ thống, làm tắc nghẽn sự hấp thụ vốn của nền kinh tế, làm nền kinh tế trì trệ thì nợ xấu trở thành vấn đề của kinh tế vĩ mô mà ở các nước là chính phủ phải can thiệp xử lý, chứ không thể chỉ để cho trách nhiệm của ngân hàng thương mại. Tôi cũng đánh giá rất cao về nỗ lực xử lý nợ của ngân hàng đã có, nhà nước đã có kết quả. Nhưng nếu chúng ta thiếu sự hỗ trợ của chính phủ can thiệp vào thì tôi nghĩ rằng phải có được sự đồng bộ của chính phủ, đặc biệt là giải pháp và hay để nguồn lực vật chất thì xử lý nhà xấu sẽ làm giảm đi và khéo kéo lại nền kinh tế của trì trệ. Tôi cũng xin đề nghị Thủ tướng cho biết rõ chính phủ có chủ trương gì để giải quyết cái vấn đề này. Xin cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn Quốc hội. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Tức là câu hỏi của đồng chí tôi nghe mãi, nhưng mà có phải là thế này không? Thủ tướng có sẽ hỗ trợ giải quyết nợ xấu của ngân hàng không, đúng không? Dạ đúng. Các nước là phải có can thiệp. Có dùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ không? Nói cụ thể thêm là như vậy. Rồi, cảm ơn đồng chí. Xin mời đại biểu Trình Ngọc Phương đặt câu hỏi Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Quảng Ninh, chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, qua phiên trả lời chất vấn của các bộ trưởng hai ngày hôm nay, Bộ Công Thương, Giao thông, Lao động Thương binh Xã hội và một số bộ ngành có liên quan, nổi lên một số vấn đề còn hạn chế tồn tại như hạ tầng giao thông còn bất cập, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp cơ khí, cơ chế đầu tư công nghiệp, nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao, bất cập trong khuyến khích sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng như là đầu tư khoa học công nghệ. Trong báo cáo giải trình và trả lời chất vấn, Thủ tướng đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, với thực trạng nêu trên thì theo Thủ tướng, những giải pháp mà Thủ tướng đưa ra, giải pháp nào là quan trọng, mang tính quyết định, nhiệm vụ cần tập trung trước mắt từ đây đến hết 2015 là gì để đảm bảo đến năm 2020 đạt được mục tiêu nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo nghị quyết Trung ương khóa 11 đã đề ra. Xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội, xin cảm ơn Thủ tướng. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Xin mời Thượng tọa Thích Thanh Quyết đặt câu hỏi. Đại biểu Lê Nam, chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, kinh tế nước ta đã qua giai đoạn nghỉ ngơi, đang trên đà phát triển bền vững. Cử tri, nhân dân cả nước rất yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ. Đồng bào các dân tộc và các tôn giáo cả nước sẽ nhất tâm cùng Chính phủ xây dựng cuộc sống, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Nhưng cả dân tộc hoặc nói ra hoặc không nói ra, mọi người dân Việt Nam đều thấu hiểu, thấm thía cái giá của hòa bình, ổn định. Từ khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, sự kiên quyết đồng tâm của toàn đảng toàn dân là một tín hiệu rất tốt cho vượng khí của nước nhà. Song cử tri muốn được nghe từ kim khẩu của Thủ tướng. Xin Thủ tướng cho biết quan điểm của Đảng và nhà nước ta đối với vấn đề Biển Đông và Trung Quốc bằng cách nói ngắn gọn nhất, dễ nghe, dễ hiểu nhất, nhưng lại xúc tích đầy đủ nhất. Xin cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn Quốc hội. Vâng, xin cảm ơn Thượng tọa. Xin mời đại biểu Lê Nam đặt câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Thị Khá, chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, thưa Thủ tướng, tôi xin gửi đến Thủ tướng một câu hỏi. Ngay khi giàn khoan HD981 chưa rút, Trung Quốc đã thực hiện mạnh mẽ xây dựng các đảo, xây dựng sân bay, biến đảo đã chìm thành lãnh thổ trên các đảo Gạc Ma, Phú Lâm, Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc cưỡng đoạt. Đó là kế sách không đánh mà thắng nhằm độc chiếm Biển Đông. Cử tri cả nước quan tâm đặc biệt đến tình hình trên, mong muốn Thủ tướng cho biết kế sách của Chính phủ sẽ như thế nào để bảo vệ trọn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xin cảm ơn Thủ tướng. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Thị Khá đặt câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội,
Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, qua trả lời chất vấn của các vị bộ trưởng thành viên Chính phủ đã nổi lên nhiều vấn đề đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tôi xin gửi đến Thủ tướng câu hỏi như sau: liên quan đến chính sách thu hút nhân tài, sử dụng nhân lực qua đào tạo trong nước, ngoài nước đạt thành tích xuất sắc, đặc biệt là sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ. Ngoài ra có các nhân tố tự phát, tự nổi lên từ những ông hai lúa về cơ khí, về xây dựng, tàu bay, tàu ngầm, vân vân. Thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp đột phá nào cụ thể để trọng dụng và phát huy nguồn nhân lực ấy một cách hiệu quả nhất, hạn chế chảy máu chất xám ra ngoài, trong khi hàng năm ngân sách nhà nước phân bổ cho lĩnh vực khoa học công nghệ luôn bị kết dư, không sử dụng hết, trách nhiệm đó thuộc về ai, xử lý như thế nào nếu tiếp tục kết dư? Ví dụ như Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ trả lời ban sáng về đầu tư cho sáng chế tàu ngầm của nhóm nhà khoa học, muốn chi mà không chi được. Xin cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Kim Thúy đặt câu hỏi. Đại biểu Hồ Cầm Đào chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, tôi có một cái chất vấn về thiếu vấn đề xã thị hội gửi đến Thủ tướng như sau. Tôi xin lỗi đại biểu. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, tôi có một chất vấn gửi đến Thủ tướng như sau. Cái tình trạng quá tải ở các cái bệnh viện, mà nhất là ở tuyến trung ương và tuyến tỉnh, đã diễn ra gay gắt từ rất nhiều năm qua, nhưng mà chưa có một vị Bộ trưởng Y tế nào có thể là hứa để mà trả lời được. Thế thì tôi hiểu rằng cái quyền hạn cũng như là cái nguồn lực của Bộ trưởng là có hạn, một mình không thể giải quyết được. Vậy thì Thủ tướng nhìn nhận về cái tình trạng quá tải ở các bệnh viện, nỗi khổ và sự bức xúc của người dân như thế nào? Với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng có thể huy động nguồn lực để mà giải quyết cái tình trạng này hay không? Và tại cái kỳ họp này thì Thủ tướng có cam kết gì trước nhân dân cả nước hay không? Xin hết, xin cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn Quốc hội. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Hồ Thị Cầm Đào đặt câu hỏi. Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, tôi xin được gửi đến Thủ tướng một vấn đề về hệ thống đê biển đồng bằng sông Cửu Long. Biến đổi khí hậu đang hàng ngày tác động bất lợi đến nước ta. Nặng nề nhất là đồng bằng sông Cửu Long, vùng trọng điểm an ninh lương thực quốc gia. Hiện nay, tình trạng nước mặn, xâm thực, sạt lở ven biển ngày càng phổ biến và sâu vào đất liền, làm mất rất nhiều diện tích đất, ảnh hưởng đe dọa trực tiếp hàng ngày đến đời sống và sản xuất của nhân dân các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Sóc Trăng. Tôi được biết, từ năm 2007, Chính phủ đã có nghị quyết số 60 về xây dựng chiến lược chống biến đổi khí hậu đến năm 2015. Tuy nhiên, đến nay, hệ thống đê biển vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa được triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Nhân đây, xin Thủ tướng cho biết, bao giờ hệ thống đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long mới được triển khai? Trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và Chính phủ về vấn đề này. Nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang rất mong đợi, kỳ vọng và tin tưởng vào trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Báo cáo với Quốc hội là đã có 10 đại biểu và đặt đúng 10 câu hỏi. Kể ra cũng rất là thẳng thắn và ngắn gọn. Xin kính mời đồng chí Thủ tướng trả lời. Thưa các vị đại biểu Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp. Tôi xin trình bày tương tự theo câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội. Trước hết là cái chất vấn của đại biểu Kim Bé về liên kết vùng để phát triển vùng của đồng bằng sông Cửu Long. Về vấn đề này đó, tôi xin trình bày mấy ý kiến sau đây. Trong một cái không gian, trong một khu vực, trong một vùng mà nó có điều kiện kinh tế xã hội
tương đồng nhau, thì cái yêu cầu liên kết, hợp tác để phát triển là rất cần thiết, gần như là một cái yêu cầu khách quan tất yếu để phát triển hiệu quả bền vững. Cái liên kết vùng á, chúng tôi cũng chính phủ cũng nhận rõ cái sự cần thiết này, liên kết để khai thác, phát huy, khai thác tiềm năng lợi thế của vùng, rồi liên kết hợp tác để đầu tư có hiệu quả hơn, sử dụng có hiệu quả hơn, khắc phục cái trùng đầu tư trùng dẫm lãng phí, rồi liên kết để cùng nhau trong cả vùng ứng phó, đối phó, khắc phục với những cái khó khăn thách thức đặt ra mà riêng một tỉnh, một địa phương thì xử lý sẽ rất hiệu quả, rất khó. Với tinh thần đó, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì xây dựng cái quy chế liên kết các vùng kinh tế của cả nước. Tôi xin nhấn mạnh là xây dựng cái quy chế, chúng tôi cũng dừng ở mức quy chế thí điểm để liên kết hợp tác ở các vùng, của các vùng kinh tế, thì trong đó có vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì ở vùng đồng bằng sông Cửu Long á, khi chỉ đạo vấn đề này thì tôi cũng có đã nêu đó là bốn cái nội dung mà cần liên kết hợp tác. Một đó là các tỉnh, 12 tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long này đó phải liên kết hợp tác để đầu tư có hiệu quả các cái dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên cơ sở cái quy hoạch chung của Chính phủ đã phê duyệt. Trước hết là cái đầu tư trên cơ sở quy hoạch chung, cả giao thông, thủy lợi, cả điện, cả viễn thông, cả các cái cơ sở sản xuất. Nhưng mà việc này thì cũng rất là khó, phần sau tôi sẽ trình bày thêm. Ngay như tôi cũng muốn các đồng chí đó cùng nhau đó là hợp tác thôi, xây dựng nhà máy rác là một chỗ thôi, hai chỗ thôi. Nhà máy rác thì công suất mà nhỏ quá thì không hiệu quả, nhưng mà rất khó, tỉnh nào cũng muốn làm hết. Rác của tỉnh này không cho tỉnh khác, nó cũng khó. Phần sau tôi sẽ trao đổi thêm. Tóm lại cái ý kiến, cái nội dung hợp tác thứ nhất là hợp tác để đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế xã hội để sử dụng có hiệu quả hơn, tránh cái trùng lập lãng phí. Cái nội dung mà liên kết hợp tác thứ nhất. Thứ hai là đồng bằng sông Cửu Long cần có cái liên kết hợp tác để phát huy cái lợi thế, ba cái lợi thế nhất của đồng bằng sông Cửu Long, đó là lúa gạo, nhất lớn nhất của cả nước, đó là cá tra, cá ba sa, tôm. Rồi thứ ba đó là trái cây. Ba cái sản phẩm này, lợi thế nhất này, tỉnh nào cũng có. Trong 12 tỉnh này thì cái liên kết hình thành chuỗi giá trị từ giống cho tới gieo trồng, cho tới thu hoạch, cho tới chế biến, cho tới tiêu thụ, cần có sự liên kết hình thành chuỗi. Như thế thì có lợi, vừa có lợi cho người nông dân, vừa là hiệu quả được nâng lên. Đó, cái nội dung thứ hai cần liên kết hợp tác. Cái nội dung thứ ba ở đồng bằng sông Cửu Long đó là cái liên kết hợp tác để là sử dụng bền vững và ứng phó hiệu quả, vừa sử dụng bền vững cái nguồn nước của đồng bằng sông Cửu Long, nước sông Cửu Long, nhưng mà vừa sử dụng bền vững mà vừa ứng phó có hiệu quả với cái lũ của đồng bằng sông Cửu Long. Đây không một tỉnh nào có thể làm được, mà làm sẽ không có hiệu quả. Tỉnh này thì đắp đê, tỉnh khác thì mở cống, thì cần phải liên kết hợp tác. Đó, rồi đó là liên kết hợp tác
để khắc phục những cái mà khó khăn thách thức của đồng bằng sông Cửu Long đặt ra đó. Một đó là cái mặt bằng giáo dục, lúa gạo tôm cá nhiều như thế, nhưng mà cái mặt bằng giáo dục là nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái chỉ số là thấp hơn cả nước. Hợp tác để khắc phục cái này. Nơi nào cũng muốn có trường đại học hết thì không biết làm sao. Rồi đó là hợp tác để khắc phục cái việc mà đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn rất hạn chế cho ba cái sản phẩm chủ lực này. Đó, rồi hợp tác để cái phần hạ tầng yếu kém, khắc phục cái hạ tầng yếu kém như phần trên tôi đã nói. Hay là cái nội dung hợp tác cái thứ tư nữa đó là cái hợp tác để bảo đảm quốc phòng an ninh trong vùng. Thưa với đội đại biểu là sự cần thiết liên kết hợp tác cũng rõ, nội dung cần hợp tác cũng đã rõ, mà lãnh đạo các tỉnh đều đồng tình với chính phủ. Nhưng với thể chế chính trị của chúng ta hiện nay, phương thức lãnh đạo quản lý điều hành hiện nay, theo hiến pháp, theo luật pháp hiện nay, thì luật pháp gì, cơ chế chính sách gì, tổ chức thế nào để liên kết hợp tác này thì rất là khó khăn. Và chúng tôi cũng dự thảo đi dự thảo lại nhiều lần lấy ý kiến, nhưng mà đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, cũng xem là thấy dự thảo nhiều lần nhưng mà ban hành chắc cũng khó khả thi, thì chuyển đến tôi cũng thấy là nếu ban hành kiểu này thì cũng khó làm được. Cho nên thật sự cũng đang là lúng túng. Tóm lại, cái việc liên kết dùng, hợp tác dùng để phát triển nhanh bền vững là cần thiết, làm có yêu cầu là cần thiết, có nội dung hợp tác, nhưng mà cơ chế tổ chức như thế nào để thực hiện được điều này là cần phải thảo luận thêm. Rất cảm ơn đồng chí đã chất vấn mà cũng là nhắc nhở cái việc này đối với Thủ tướng Chính phủ, đối với Chính phủ. Về chất vấn của đồng chí Danh Úc thì tôi xin báo cáo với đại biểu thế này. Bây giờ cả nước ta còn khoảng 300.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất. Đây là cái điều trăn trở dây dứt của chính phủ. Khi được phân công trực tiếp trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, tôi cũng hết sức cố gắng là để tìm cách giải quyết vấn đề này. Mặc dù chúng ta cũng đã giải quyết được rất nhiều rồi đó, nhưng mà vẫn còn một số lượng lớn như thế. Thì bây giờ để giải quyết cái này, cái việc 300.000 hộ này không có đất sản xuất này, thì phải làm nhiều cái biện pháp. Nhưng mà trước hết là cái biện pháp á, đồng bào dân tộc thiểu số của chúng ta thường là cái sống gắn bó với rừng. Sống gắn bó với rừng. Thì chúng tôi như đã báo cáo trình bày trong cái phần báo cáo, thì tôi cũng đã đặt ra yêu cầu là xây dựng một cái cơ chế chính sách đặc thù để giảm nghèo nhanh hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ chúng ta đã giảm từ trên 50% xuống còn 34%, tôi nói số tròn, nhưng mà 34% thì cũng còn rất lớn, trong đó có 300.000 hộ này. Thì bây giờ đó là gắn với rừng thì phải được giao rừng. Thì tôi cũng đã trình bày trong báo cáo rất là cụ thể về cái việc này. Và chính phủ cái phiên họp vừa rồi cũng đã thảo luận một lần cái dự thảo nghị định của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về chính sách đặc thù này. Giao rừng, rồi khoáng rừng, bảo vệ rừng, trồng rừng, gắn với đó là giảm nghèo, là phát triển. Đó thì tôi cũng đã báo cáo trong cái báo cáo tôi vừa trình bày và thảo luận để ban hành sớm. Nhưng mà khi đặt ra thảo luận á, thì vấn đề khó nhất đó là ngân sách ở đâu, tiền ở đâu.
thì chúng tôi cũng đang rà soát tính toán lại điều này. Cùng với đó là các chính sách khác, như tôi cũng đã trình bày, kể cả chính sách về ngành nghề, về tiếp cận các dịch vụ xã hội. Tinh thần là chính phủ đã nhận thấy vấn đề này rất quan trọng, rất cần thiết, đã tập trung giải quyết, cũng đã đạt được nhiều kết quả, nhưng mà nhiệm vụ còn rất là khó khăn, cần phải tập trung thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả hơn, để làm sao 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số mà không có đất sản xuất thì nên có, phải có cái đất sản xuất hoặc có ngành nghề sản xuất để giảm nghèo, để thoát nghèo bền vững. Về ý kiến chất vấn của đồng chí Đương, của đại biểu Đương ấy, thì tôi xin trình bày thế này. Đối với đất nước ta thì biển quan trọng thế nào, tất cả chúng ta đây đều biết. Và đảng ta cũng đã có một cái nghị quyết chuyên về cái chiến lược biển đồng bộ. Thì chính phủ cũng đã có chương trình hành động, cũng đã có kế hoạch hành động, cũng đã triển khai thực hiện đầu tư phát triển, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển, cũng đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu, so với mong muốn thì chưa được. Cần phải nỗ lực hơn, cần phải làm tốt hơn nữa. Trong đó có đầu tư để phát triển kinh tế biển, để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Thì chính phủ đã, đang và sẽ tiếp tục làm việc này. Căn cứ vào cái khả năng ngân sách quốc gia, căn cứ vào cái điều kiện nợ công như đại biểu vừa nêu, thì cũng đã có cả một cái kế hoạch đầu tư để phát triển kinh tế biển, cho kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh, rồi cái bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Còn cái việc mà đồng chí nêu đó là cái bớt đầu tư trên bộ mà đầu tư trên biển đó, thì cái này cũng cái khó rạch ròi. Có khi đầu tư trên bộ nhưng mà là cho biển, chứ không phải đầu tư trên biển mà cho biển. Cho nên cái này là chúng ta cũng phải thực hiện một cách có chiến lược, có quy hoạch, có kế hoạch, với cái hiệu quả, với cái tinh thần chung là khai thác tốt nhất, hiệu quả cao nhất kinh tế biển, gắn với cái bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Còn về ý kiến đồng chí nêu ra cần lập bộ biển đó, tôi ghi nhận ý kiến này. Ý kiến này thì cũng nhiều người nêu với tôi vấn đề này. Nói biển ta cả triệu cây số vuông, đất liền ta có 320.000, thì nên có một cái bộ biển. Nhưng mà thưa với đại biểu Đương, với các đồng chí đó, bây giờ lập một bộ biển mà tất cả cái nhiệm vụ, tất cả lĩnh vực kinh tế biển, rồi bảo đảm an ninh quốc phòng trên biển, rồi chủ quyền quốc gia trên biển, rồi bảo vệ tài nguyên trên biển, thì một bộ chắc là khó làm được. Là khai thác thủy sản này, khai thác dầu khí này, vận tải biển này, rồi là du lịch biển này, vân vân, thì hay là chủ quyền quốc gia trên biển này, hay bảo đảm quốc phòng trên biển, không thể cho một bộ được. Hiện nay quản lý của chính phủ là thế này. Quản lý cái bộ tài nguyên môi trường, chúng ta là quản lý nhà nước về tài nguyên biển, còn từng lĩnh vực thì giao cho từng bộ. Thí dụ như khai thác thủy sản thì là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước đây là Bộ Thủy sản, mà bây giờ giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì vẫn còn là hình thành có Tổng cục Thủy sản để chuyên về cái quản lý nhà nước, giúp chính phủ quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Hay là vận tải biển thì là Bộ Giao thông Vận tải, đường bộ, đường sông, đường biển, đường sắt, đường hàng không, không thể cho về giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường được. Hay là khai thác dầu khí trên biển,
thì phải Bộ Công nghiệp. Hay là du lịch trên đảo, trên biển thì là Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, chứ không thể giao cho Bộ Tài nguyên, Môi trường. Cho nên các cái lĩnh vực kinh tế biển thì khó chia tách rạch ròi ra, hay là tổng hợp lại giao cho một bộ. Chúng tôi thì cũng đang nhiệm kỳ này chỉ còn hơn năm nữa thôi, thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo tổng kết đánh giá chức năng nhiệm vụ, làm sao các lĩnh vực đều có phân công bộ chủ trì quản lý và bộ phối hợp để bảo đảm các lĩnh vực đều có quản lý, đảm bảo cái quản lý nhà nước cũng khó rạch ròi, mà cái này nó có liên quan với cái kia thì chúng ta có một cái sự phối hợp và có cái cơ quan chủ trì. Còn ý kiến đồng chí đại biểu nêu về cái lần lập bộ biển đó thì chúng tôi sẽ ghi nhận và nghiên cứu tiếp để cho cái nhiệm kỳ sau. Ý kiến của đồng chí Phương đại biểu Tây Ninh, xin lỗi, ý kiến đồng chí đại biểu Nam đó là cái nợ xấu của tổ chức tín dụng tôi đã trình bày, tôi rất lo là dài, nhưng mà tôi cũng cố gắng là trình bày cho rõ về cái thực trạng nợ xấu của nước ta đến hôm nay là thế nào, nguyên nhân của nó là thế nào, rồi chủ trương giải pháp của chúng ta vừa qua là chúng ta triển khai thế nào, rồi kết quả đến hôm nay là thế nào và sắp tới làm những việc gì, thì tôi đã hết sức cố gắng trình bày, chắc là tôi thấy đã đủ rõ. Và chỉ có một điều xin nói rõ với đại biểu Nam là chúng ta không có ngân sách và cũng không sử dụng ngân sách để làm cái việc này. Nhưng không có thì có khó khăn hơn, nhưng chúng ta vẫn giải quyết được theo cách của chúng ta mà tôi đã trình bày. Và đến năm 2015, chính phủ phấn đấu nêu rõ là cái nợ xấu trong hệ thống tín dụng của nước ta là trở về ở cái mức khoảng 3%, mà 3% đó là ở cái mức thông thường trong kinh tế thị trường nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tôi nghĩ là có lẽ là như thế là nó phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của nước ta. Chứ bây giờ Quốc hội đã bấm nút ngân sách rồi, không có cái khoản tiền nào cho cái này nữa cả. Mà ngay từ đầu chúng ta cũng đã xác định cái giải pháp này. Thì chúng tôi sắp tới sẽ chỉ đạo những giải pháp mà chúng tôi đã nêu, đã trình bày với Quốc hội đó. Làm sao cho nó có hiệu quả tốt hơn, nhanh hơn, cái vững chắc hơn. Về ý kiến của đại biểu Phương thì ý kiến này chất vấn thì rất là rộng lớn. Bây giờ để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo như nghị quyết đại hội 11 của đảng đó, thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là phải thực hiện tốt ba cái đột phá chiến lược. Đột phá chiến lược về thể chế. Mà thể chế ở đây đó là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà thể chế này nhằm để huy động cao nhất, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của đất nước ta, kể cả nội lực, ngoại lực, để phát triển nhanh, bền vững. Cái cơ chế thị trường này quyết định cái việc phân bổ nguồn lực, thu hút nguồn lực, sử dụng nguồn lực. Đây là một cái đột phá. Đột phá thứ hai chắc các đồng chí cũng biết rồi, là không có cái nhân tố nào quyết định là thai là con người. Mà tôi cũng trong cái trình bày này cũng hết sức cố gắng mà sợ tốn thời gian của các vị đại biểu Quốc hội. Chúng tôi cũng cố gắng trình bày là vì sao năng lực cạnh tranh của chúng ta còn thấp, năng suất lao động của chúng ta còn thấp. Chính là trong ba yếu tố thì có cái yếu tố con người. Cho nên đó, Đại hội 11 của đảng cũng đưa ra cái đột phá thứ hai rất quan trọng có ý nghĩa quyết định là đào tạo cái nguồn nhân lực đáp ứng cho cái tiến trình
đẩy nhanh cái tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là con người. Mà con người đó phải được đào tạo có trình độ, với chất lượng đào tạo cao. Chúng tôi cũng đã trình bày trong cái phần này. Mà Trung ương cũng đã dành một cái phiên họp để có một cái nghị quyết chuyên về vấn đề này. Đó là cái đột phá thứ hai. Cái thứ ba là chúng ta xác định là phải là đột phá để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng là đồng bộ hiện đại. Hạ tầng nó quyết định cái phát triển, thúc đẩy tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Để tóm lại, thưa quý đại biểu, là để đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, không có cách nào khác là tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, và đặc biệt là thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Thì chúng ta thì có thể là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi cái mục tiêu này thôi, nhưng mà đòi hỏi vào cái nỗ lực của chúng ta. Thưa chất vấn ý kiến của đại biểu Thích Thanh Quyết. Đại biểu nêu, tôi hết sức chú ý lắng nghe, nhưng mà tinh thần là tôi hiểu thế này. Tức là đại biểu hỏi đó là chủ trương của Đảng, nhà nước ta đối với Trung Quốc sau khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của nước ta. Thì tôi hiểu cái chất vấn của đại biểu là như thế. Thưa với các vị đại biểu, là đối với Trung Quốc hay là đối với tất cả các nước trên thế giới, chúng ta phải thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán, kiên trì nhất quán của Đảng và nhà nước ta. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngay hiến pháp mới mà Quốc hội vừa thông qua năm 2013, toàn bộ cái đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước ta được nêu trong điều 12 của hiến pháp. Đó là đường lối đối ngoại độc lập tự chủ này, hòa bình hữu nghị này, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập hợp tác quốc tế trên cơ sở là tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, rồi tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, thực hiện các cam kết, các cái công ước quốc tế mà chúng ta là thành viên, và đó là vì quốc lợi ích quốc gia dân tộc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi vì quốc lợi ích quốc gia dân tộc, rồi đóng góp cho tích cực, đóng góp cho cái hòa bình hữu nghị độc lập dân tộc, rồi dân chủ, rồi tiến bộ trên thế giới. Thì trên cơ sở quán triệt cái đường lối chung đó, đối với Trung Quốc hay tất cả các nước đều trên cơ sở đó. Còn đối với ta Trung Quốc thì là láng giềng, dù mưa nắng hay bão lũ gì cũng là láng giềng, mãi mãi là láng giềng. Chúng ta hết sức mong muốn, mãi mãi mong muốn là Việt Nam và Trung Quốc chân thành hợp tác để gìn giữ hòa bình ổn định, để hợp tác cùng phát triển, cùng có lợi, cùng thịnh vượng, để thực hiện một cách thực chất, để thực hiện một cách thực chất hiệu quả phương châm 16 chữ, bốn tốt, tinh thần bốn tốt mà thực chất thật sự, để đem lại lợi ích cho cả hai bên, cả hai nước. Rồi đó là chúng ta mong muốn hai bên chân thành là hợp tác để giải quyết những bất đồng giữa hai nước về vấn đề biên giới lãnh thổ trên biển đảo theo luật pháp quốc tế,
theo Công ước Luật Biển năm 1982 và theo cái thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về những nguyên tắc chỉ đạo giải quyết những vấn đề trên biển. Chúng ta mong muốn như thế, chúng ta làm hết sức mình như thế, và cũng mong muốn là cùng với Trung Quốc là làm hết sức mình để có là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển cùng có lợi, cùng thịnh vượng và giải quyết thỏa đáng mà hai bên chấp nhận được trên cơ sở luật pháp quốc tế những vấn đề còn tranh chấp, còn khác nhau về biên giới lãnh thổ. Tinh thần chung là chúng ta thực hiện nhất quán như thế. Còn đại biểu có nêu là Thủ tướng nên nói ngắn, ngắn nhất, đầy đủ nhất nhưng mà dễ nhớ, dễ hiểu về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sau từ khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Vấn đề khó nhưng mà có thể tôi xin nêu với đại biểu, tôi xin trình bày khái quát với đại biểu 6 chữ, đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh, theo tôi nghĩ không chỉ với Trung Quốc mà cả với tất cả các nước. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hòa bình, ổn định. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hữu nghị, tin cậy lẫn nhau. Chúng ta vừa hợp tác, vừa đấu tranh để có cái cùng có lợi, cùng phát triển, cùng thịnh vượng. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để bảo vệ cái độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước, để bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng ta trên cơ sở cái đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và nhà nước ta mà chúng tôi đã nhắc lại trong đã ghi trong hiến pháp của nước ta. Tôi xin nhắc lại là vừa hợp tác vừa đấu tranh thì chắc có lẽ là dễ nhớ nhất, nhưng mà cũng không biết có đầy đủ được không. Còn ý kiến chất vấn của đại biểu Nam thì tất cả chúng ta ngồi đây, đồng chí đồng bào chúng ta cả nước đều biết đảo Gạc Ma và một số đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1988. Và trong cái tình thế lúc đó, chúng ta đã cùng với các nước ASEAN ký với Trung Quốc cái tuyên bố chung về thái độ ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông, gọi tắt là DOC, là các bên giữ nguyên hiện trạng, không làm phức tạp thêm, mọi tranh chấp thì giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không dùng vũ lực, không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực để giải quyết. Còn cái việc Trung Quốc bồi lấp biển, mà nếu như theo thông tin mà báo chí chúng ta cũng đã nêu là ở đảo Chữ Thập là bồi lấp lớn nhất, thành một cái đảo mà lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, khoảng 49 hectare, lớn hơn cái đảo Ba Bình mà lâu nay chúng ta biết là lớn nhất hiện nay. Thì thưa với các vị đại biểu, thưa đại biểu Nam, là lập trường của chúng ta là chúng ta phản đối điều này, vì điều này đã vi phạm điều 5 của tuyên bố DOC, tức là tuyên bố về thái độ của các bên, ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông mà Trung Quốc là một bên ký kết với các nước ASEAN. Lập trường này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao chúng ta đã nhiều lần nêu rõ lập trường phản cái việc này. Và tại hội nghị cấp cao ASEAN vừa rồi, thay mặt chính phủ Việt Nam, tôi đã phát biểu lập trường này ở các hội nghị. Tôi xin nhấn mạnh là ở các hội nghị, ở cả hội nghị cấp cao 10 nước ASEAN, ở cả hội nghị
cấp cao 10 nước ASEAN với 8 nước, với 8 nước gọi là cấp cao Đông Á đó. Có Trung Quốc, có Nhật Bản, có Ấn Độ, có Nga, có Mỹ, có Úc, có Canada, có Hàn Quốc. Rồi đó, tại hội nghị ASEAN với 3 nước là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Rồi đó, ở hội nghị ASEAN với từng nước và ASEAN với Liên Hợp Quốc, tôi cũng đã phát biểu lập trường này của Việt Nam trước các hội nghị quốc tế này. Đó là cái chủ trương của chúng ta, thái độ của chúng ta trước cái việc này. Việc này thì cũng đã công khai, chúng ta bày tỏ rõ ràng lập trường của chúng ta. Còn hết chưa? Hết chưa? Hết giờ. Xin mời Thủ tướng dừng ở đây được rồi. Bây giờ... Hết giờ. Thưa Quốc hội, giờ thời gian dành cho tôi trả lời cũng đã hết rồi. Bây giờ còn đại biểu Khá, đại biểu Kim Thúy với đại biểu Cẩm Đào. Thì tôi xin sẽ gửi trả lời chất vấn đến các đại biểu bằng văn bản. Và những trả lời tôi sẽ như các lần trước sẽ đăng công khai trên cái cổng thông tin của chính phủ. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn Quốc hội, cảm ơn tất cả các đồng chí, các vị đại biểu Quốc hội. Xin cảm ơn bài phát biểu và những trả lời chất vấn rất là cụ thể, thẳng thắn của Thủ tướng Chính phủ. Tôi xin báo cáo với Quốc hội là còn lại 10 đại biểu chưa có thời gian để đặt câu hỏi. Thì xin các vị đại biểu Quốc hội gửi các cái câu hỏi đó tới cho Thủ tướng để Thủ tướng sẽ trả lời đầy đủ như cái thông lệ mọi lần thôi. Tôi xin phép dành mấy phút thì chúng ta kết thúc toàn bộ cái phiên chất vấn ở đây. Thưa Quốc hội, để kết thúc cái phiên chất vấn này thì chúng tôi xin được phát biểu một số ý kiến sau đây. Thứ nhất là có thể khẳng định là cái phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8 trong 3 ngày qua thì chúng ta đã tiến hành và thu được cái kết quả rất là tốt, được đồng bào cử tri cả nước đồng tình, hưởng ứng và phản hồi tích cực. Các vị đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi một cách rất là ngắn gọn, thẳng thắn, rõ ràng. Và chừng mực nào đó cũng đã có những cái gợi ý nhất định đối với cái công việc của các ngành và của chính phủ. Các thành viên chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ báo cáo trả lời chất vấn và trả lời chất vấn lần này cũng đã nói lên được cái quyết tâm chung của chính phủ là phấn đấu để thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ mà Quốc hội đã giao về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp, đặc biệt là cái nhiệm vụ của năm 2015. Thì chúng ta ghi nhận và cùng phối hợp với chính phủ để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2015. Thì như vậy có thể nói là còn lại một số cái câu hỏi mà chưa được trả lời trực tiếp tại hội trường thì các vị Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục trả lời về các vị đại biểu Quốc hội. Ý kiến thứ hai, Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các ngành thực hiện tốt cái giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp này là 3.729 cái kiến nghị và ý kiến của cử tri để báo cáo với Quốc hội vào cuối năm sau. Ý kiến thứ ba là Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng đã thay mặt các vị Bộ trưởng, trưởng ngành để có báo cáo
về cái tình hình thực hiện cái kết quả chất vấn tại các kỳ họp trước, từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 7. Có thể nhận định chung là các chất vấn của Quốc hội và nghị quyết của chất vấn của Quốc hội đã được Chính phủ và các ngành triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, tích cực, khẩn trương và có kết quả. Có một số việc đang tiếp tục triển khai. Thì tôi đề nghị những việc triển khai chưa còn phải tiếp tục triển khai, và ngay cả những cái công việc chất vấn tại kỳ họp này thì Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các cái lời hứa, lời cam kết của chính mình trước Quốc hội và trước đồng bào cử tri cả nước. Và sang năm sẽ báo cáo lại với Quốc hội vào kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp này, đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông, trọng tâm là vấn đề Bộ trưởng Bộ Công Thương, trọng tâm là về công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế tạo, xây dựng cái ngành công nghiệp, tập trung cho các cái sản phẩm công nghiệp phục vụ nông nghiệp để thúc đẩy cái sản phẩm nông nghiệp, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời là chống, đấu tranh để chống cái buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả. Đó là hai cái điểm lớn mà Quốc hội dành cho Bộ trưởng Bộ Công Thương để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt. Đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì một là đối với cán bộ và công chức, xây dựng cái đội ngũ này, rà soát đánh giá cho đúng với chất lượng, đổi mới các giải pháp cần thiết để xây dựng cái đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân một cách có hiệu quả. Tất cả các cái giải pháp cần thiết chúng ta đã trao đổi trong cái phiên chất vấn này. Thứ hai là cái chính sách, cái chế độ công vụ phục vụ nhân dân và phục vụ cho các ngành và phát triển sản xuất kinh doanh các ngành để phục vụ thiết thực cho cái công cuộc phát triển của đất nước của chúng ta. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực hiện cái đề án tiền lương theo cái tinh thần đổi mới và nghị quyết của Trung ương, phù hợp với tình hình kinh tế, phát triển kinh tế của đất nước. Chúng ta phải đổi mới, gắn việc giải quyết tiền lương với giải quyết biên chế. Nếu không giải quyết được biên chế thì không giải quyết được tiền lương, không giải quyết được tiền lương thì cũng không thể nào mà nâng cao được cái trình độ năng lực của đội ngũ của chúng ta được. Bên cạnh đó thì trong thời gian tới phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện, phân tích, đánh giá và có những kiến nghị cần thiết để tiếp tục sắp xếp cái bộ máy của chúng ta từ trung ương đến địa phương. Nhất là sắp tới chúng ta sẽ làm cái luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương và giải quyết những vấn đề các ngành, các cấp, các mối quan hệ với nhau và bố trí đội ngũ cán bộ ở trong đó một cách thích. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì Quốc hội yêu cầu là hai việc chính. Một là tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng về giao thông một cách đồng bộ, cả đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường biển, đường sông, đường biển và đường không, đường hàng không. Mạng lưới giao thông phải kết nối đồng bộ trên phạm vi cả nước và kết nối với cái mạng lưới giao thông quốc tế một cách thích hợp để phục vụ cho được cái sự phát triển đất nước với cái tinh thần là một cái khâu đột phá quan trọng. Thứ hai là tiếp tục đấu tranh, tiếp tục có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, giải thích cũng như là biện pháp kỹ thuật cần thiết
để mà giảm cái tai nạn giao thông. Mặc dù đã có nhiều thành tích trong mấy năm qua nhưng mà cũng rất là nghiêm trọng, Mỗi ngày bây giờ chúng ta có 25 người tử nạn, cũng là cái đau xót chung. Thì tiếp tục năm sau giảm hơn năm trước từ 5 đến 10%. Cả số vụ tai nạn, cả số vụ sẽ người bị thiệt mạng và bị thương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, vấn đề trọng tâm là đồng thời là vấn đề chiến lược, vấn đề đột phá. Đấy là đào tạo nguồn nhân lực. Đúng cái tinh thần mà đồng chí Thủ tướng vừa nói. Để chúng ta đã bàn nhiều, đặt ra nhiều câu hỏi, tìm mọi biện pháp. Thì đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho Chính phủ để có thể tiếp tục đổi mới. Đấy. Cả về chương trình, cả về kế hoạch, cả tổ chức bộ máy, cả tầm nhìn chiến lược, dự báo thị trường để có thể bảo đảm được chúng ta trong những năm tới để tạo cái chuyển biến tích cực về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chúng ta. Những vấn đề này trong từng phiên chất vấn thì chúng ta đã thảo luận và đi đến thống nhất những cái yêu cầu đối với các vị bộ trưởng trưởng ngành. Thì xin đề nghị với Quốc hội là chúng ta sẽ thể hiện thông qua cái hiến pháp, cái nghị quyết của Quốc hội. Điểm thứ tư là Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội để tăng cường thực hiện cái giám sát, tiếp tục giám sát các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và cùng với đồng bào cử tri cả nước tiến hành giám sát các cái nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, để chất vấn và trả lời chất vấn càng ngày càng có hiệu quả hơn. Thứ năm là kế hoạch năm tới thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại hai kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10, có thể dành một kỳ họp để chất vấn lại tất cả các chất vấn từ đầu kỳ họp thứ 2 tới nay. Thì đó chúng tôi sẽ nghiên cứu rồi thảo luận với Chính phủ, rồi sẽ trình với Quốc hội về cái kế hoạch cụ thể. Tôi xin được thay mặt Quốc hội chân thành cảm ơn các bậc lão thành cách mạng, đồng bào cử tri cả nước đã quan tâm theo dõi giám sát cái hoạt động chất vấn của Quốc hội, đã thể hiện một cái tinh thần là ủng hộ, đồng tình và khuyến khích cái công việc hệ trọng này của Quốc hội. Đây là một cái thể hiện rất là tâm huyết của đồng bào chiến sĩ cả nước chúng ta. Qua cái theo dõi thì thấy là các cụ, các bác, các đồng chí, các anh, các chị khắp các miền của Tổ quốc đều theo dõi cái chương trình chất vấn của chúng ta và có những bàn luận rất thiết thực, rất sôi nổi. Tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình đã phục vụ một cách rất tận tình, rất tích cực và có hiệu quả cho cái phiên chất vấn này, kết nối giữa hoạt động của Quốc hội với đồng bào cử tri cả nước. Xin phép Quốc hội chúng ta dừng cái phiên chất vấn ở đây. Xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội.